Quý vị đang đến phần 2 chương trình Giờ Kết Sổ và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với Đài truyền hình Việt Nam VTV và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SDIC về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam. Công ty Cổ phần Tháp Truyền hình được cấp giấy chứng nhận đăng ký vào ngày 3 tháng 12 năm 2015 với số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng. Công ty này do VTV và hai đối tác khác là SDIC và tập đoàn BRG góp vốn thành lập để xây dựng tòa tháp 636m cao nhất thế giới tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội với tổng mức đầu tư là 900 triệu đô la Mỹ dành riêng để làm khối tháp, còn tổng mức đầu tư cả dự án khai toán lên đến 1,3 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phía VTV cho rằng hiện tại VTV cần ưu tiên dành nguồn đầu tư vào sản xuất chương trình truyền hình. Theo báo cáo của VTV thì đến nay ba đơn vị góp vốn mới góp được có 150 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Tháp Truyền hình. SCIC cũng đã đưa dự án tháp truyền hình vào danh mục điều chỉnh triển khai thoái vốn 100% do dự án không nằm trong danh mục hiện hữu mà nhà nước cần chi phối hoặc đầu tư góp vốn trong định hướng phát triển của SCIC. Công ty cổ phần bột giặt Net có mã giao dịch trên sàn HNX là NET cho biết công ty này sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ là 10%, tức một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng vào ngày 30 tháng 11. Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết là gần 22,4 triệu cổ phiếu, thì Net dự kiến sẽ chi tương ứng là 22,4 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 14 tháng 12 năm 2017. Đóng cửa phiên ngày 8 tháng 11, Net đứng giá tham chiếu là 26.300 đồng một cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt 3.148 đơn vị. Về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, thì doanh thu của Net đạt 804,25 tỷ đồng, tăng 33,28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 60,54 tỷ đồng, giảm 28,72% so với cùng kỳ. Mới đây, thì Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Sea Rhodes, có mã chứng khoán là SEA, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017. Tuy nhiên, cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, thì doanh thu trước thuế đạt gần 296,5 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2016. Lãi thu được từ các công ty liên doanh liên kết đạt 52,88 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu về là 57,14 tỷ đồng, giảm mạnh 39% so với quý 3 năm 2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, thì doanh thu của Sea Rhodes đạt 1.177 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số là 1.135 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do phần lãi nhận được về từ các công ty liên doanh liên kết giảm sút mạnh gần 100 tỷ đồng, nên lợi nhuận sau thuế còn 175,4 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái, thưa quý vị. Cũng tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh quý tư, Công ty Cổ phần BVI đã đưa ra báo cáo kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đầy lạc quan, thưa quý vị. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2017, thì tổng doanh thu hợp nhất của BVI ước đạt là 6.615 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch 9 tháng, tức đạt 76% kế hoạch của năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 471 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch 9 tháng, bằng 80% kế hoạch của năm. Đối với công ty mẹ thì trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu ước đạt là 538 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt là 332 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì hội nghị sơ kết của BVI cũng đưa ra kế hoạch thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong 3 tháng cuối năm 2017 của BVI. Xin được chuyển sang thông tin về thị trường thế giới, thưa quý vị. Trong một báo cáo doanh thu quý 3 năm 2017 của Phú Wall, thì mới đây công ty 21st Century Fox đã đưa ra báo cáo doanh thu quý 3 vượt kỳ vọng của giới đầu tư Phú Wall. Doanh thu chủ yếu tới từ mảng truyền hình cáp và dịch vụ xem chương trình trực tuyến. Cụ thể, doanh thu từ mảng truyền hình cáp gồm kênh Fox News và các kênh truyền hình khác của Fox đã tăng 10%, đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ. Từ dự đoán của Phú Wall trước đó là 4,12 tỷ đô la Mỹ. Hết quý 3 năm 2017, tổng doanh thu của Fox tăng lên 7 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và thậm chí cao hơn mức dự báo của Reuters là 6,81 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau báo cáo doanh thu làm hài lòng với đầu tư Phú Wall, thì cổ phiếu của Fox đã tăng 1% khi chốt phiên giao dịch ngày 8 tháng 11. Vào hồi tháng 9, thì kênh Star India của Fox đã đưa ra giá đấu thầu là 2,55 tỷ đô la Mỹ để giành quyền phát sóng và truyền hình trực tiếp các trận cricket quy mô lớn của Ấn Độ. Đồng thời, Fox hy vọng việc này sẽ giúp hãng tăng thêm 2% trong tốc độ tăng trưởng của mình trong quý 4 năm 2017, thưa quý vị. Phòng Hợp tác Phát triển Kinh tế bang Wisconsin cho biết họ đã thông qua gói đầu tư công ty Foxconn có trụ sở tại Đài Loan, cho phép công ty này xây dựng một nhà máy sản xuất màn hình thủy tinh lỏng khổng lồ trị giá lên đến 10 tỷ đô la Mỹ, được đặt tại khu vực miền nam bang Wisconsin vào năm 2020.
Vì Ủy ban Hợp tác Phát triển Kinh tế của bang Wisconsin bỏ phiếu tán thành thỏa thuận gây tranh cãi này cũng là trở ngại cuối cùng mà công ty Foxconn phải vượt qua. Nhà máy sản xuất màn hình thủy tinh lỏng này sẽ được xây dựng trên diện tích khổng lồ rộng 1.000 hecta. Foxconn hiện là nhà cung cấp màn hình thủy tinh lỏng LCD chính cho Apple, cụ thể là sản phẩm iPhone của hãng. Đại diện của Foxconn cho hay, một khi nhà máy này đi vào hoạt động, họ sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 13.000 người. Thưa quý vị, tập đoàn Toshiba đã đưa ra báo cáo lợi nhuận hoạt động kinh doanh quý 3 tăng mạnh 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng này phần lớn nhờ vào nhu cầu tăng mạnh từ mảng sản xuất chip của hãng. Đây là mảng mà Toshiba đã đồng ý bán lại trị giá 18 tỷ đô la Mỹ trong thương vụ gần đây. Trong quý 3 năm 2017, thì dù đang trong giai đoạn hoạt động tương đối khó khăn, song lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của hãng cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 135,08 tỷ yên, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thì Toshiba cho biết hãng cũng sẽ tăng nguồn vốn đầu tư vào mảng sản xuất chip trong năm tài chính này lên đến 600 tỷ đô la Mỹ. Như vậy thì Toshiba sẽ tăng tốc hoàn thành lắp ráp nhà máy sản xuất chip tại Yokkaichi, Nhật Bản. Nhờ vào kết quả kinh doanh lạc quan trong quý 3, thì Toshiba vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận hoạt động kinh doanh cho quý 4 năm 2017, đạt khoảng 430 tỷ yên. Xin được chuyển sang những thông tin về thị trường chứng khoán thế giới, thưa quý vị. Dù cho lĩnh vực cổ phiếu ngành ngân hàng có một phiên giao dịch không mấy tích cực, song các chỉ số chính trên phố Wall vẫn giữ được sắc xanh cho đến cuối phiên giao dịch ngày 8 tháng 11. Kết phiên giao dịch thì chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,03%. Cổ phiếu của Walmart và Met là những cổ phiếu có mức thể hiện tốt nhất trong rổ chỉ số Dow Jones trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 11 vừa qua. Cổ phiếu của Walmart và Met tăng lần lượt là 1,5% và 1,8%. Chỉ số S&P 500 cũng có được một phiên ghi điểm mới, tăng 0,14%. Cổ phiếu lĩnh vực tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt chỉ số S&P 500 trong phiên ngày 8 tháng 11. Nasdaq là chỉ số có mức thể hiện tốt nhất trong cả 3 chỉ số chính trên phố Wall, kết phiên tăng hơn 0,3%. Đáng chú ý nhất là tại phiên giao dịch ngày 8 tháng 11, chính là sự giao dốc của cổ phiếu lĩnh vực ngân hàng. Nguyên nhân chính là do giới đầu tư đang lo ngại về việc mất thuế của đảng Cộng Hòa có thể tác động tiêu cực tới việc cải cách mã số thuế tại Mỹ, sau khi đảng này không giành được chiến thắng trong lần bỏ phiếu tại New Jersey và Virginia. Các ngân hàng cũng chịu áp lực lớn từ đường cong lợi tức phẳng. Bank of America là ngân hàng chịu tác động nặng nề nhất và cũng là ngân hàng có mức thể hiện tệ nhất trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 11, với kết phiên giảm 1,5%. Ngược lại với lĩnh vực ngân hàng, thì cổ phiếu lĩnh vực hàng không, quốc phòng và công nghệ là những lĩnh vực thể hiện tốt nhất trong suốt phiên giao dịch ngày 8 tháng 11. Hiện tại, thì giới đầu tư phố Wall đang đặt nhiều hy vọng vào kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tháng 12 tới. Đồng thời, theo quan sát của giới đầu tư, từ kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức, các chỉ số chính trên phố Wall đã tăng hơn 20%. Hiện phố Wall cũng đang chờ đợi và đặt nhiều hy vọng về làn gió mới mà Tổng thống Donald Trump có thể mang lại là cải cách thuế. Còn tại thị trường chứng khoán Á thì thị trường kết phiên ngày 9 tháng 11 với xu hướng tăng giảm đang xen. Đặc biệt tại thị trường chứng khoán Nhật Bản có một phiên giao dịch trái chiều, mở phiên đầy sắc xanh nhưng kết phiên lại chìm trong sắc đỏ. Kết phiên giao dịch thì chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,07%, chỉ số Index 200 tăng 0,55% khi kết phiên. Cổ phiếu thuộc chỉ số phụ trong lĩnh vực vật liệu và công nghệ thông tin là những cổ phiếu dẫn đầu đà tăng Index 200. Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai tìm được sắc xanh ở cuối phiên, tăng 0,36%. Thị trường chứng khoán tại Nhật Bản là thị trường có sự biến động mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 11. Ngược lại với xu thế tăng tốc ở đầu phiên, thì về cuối phiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản lại chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Nikkei và Tobis giảm lần lượt là 0,2% và 0,25%. Hiện tại, chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là tâm điểm của giới đầu tư châu Á và phố Wall. Một số thông tin nổi bật trong một báo cáo doanh thu phải kể tới sau khi công ty Japan Display báo cáo thua lỗ khoảng 321 triệu đô la Mỹ trong quý 3 năm 2017, thì cổ phiếu của hãng đã giảm mạnh 10,37%. Khoản lỗ này còn nặng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, thì tảng Tencent của Trung Quốc đang nắm giữ 12% cổ phần tại công ty Snapchat. Sau khi Snapchat công bố báo cáo kinh doanh không đạt kỳ vọng của phố Wall, cổ phiếu của Tencent tại Trung Quốc đang tăng điểm là 0,88%, thưa quý vị. Phần điểm tin vừa rồi đã khép lại phần 2 chương trình giờ kết sổ và quý vị đừng chuyển kênh. Newsway trở lại trong phần 3 với những phân tích các cổ phiếu nổi bật trong ngày.